chiều ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Châu, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ trao quyết định còn có các phó chánh án và toàn thể cán bộ thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao Trần Văn Châu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đắc Minh, sinh năm 1968, thẩm phán cao cấp Tòa Lao động, giữ chức vụ phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 9 2023, nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, chánh án Trần Văn Châu chúc mừng và mong muốn tân phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Nguyễn Đắc Minh nhận nhiệm vụ mới không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đắc Minh gửi lời cảm ơn chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân cấp cao đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho ông có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Minh bày tỏ quyết tâm tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, hứa sẽ đem hết sức mình để phụng sự cho sự nghiệp Tòa án Nhân dân. Chiều ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Châu, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ trao quyết định còn có các phó chánh án và toàn thể cán bộ thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao Trần Văn Châu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đắc Minh, sinh năm 1968, thẩm phán cao cấp Tòa Lao động, giữ chức vụ phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 9 2023, nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, chánh án Trần Văn Châu chúc mừng và mong muốn tân phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Nguyễn Đắc Minh nhận nhiệm vụ mới không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đắc Minh gửi lời cảm ơn chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân cấp cao đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho ông có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Minh bày tỏ quyết tâm tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, hứa sẽ đem hết sức mình để phụng sự cho sự nghiệp Tòa án Nhân dân.